Chào các bạn, tôi là cụ Minh Róc. Thời gian vừa qua dịch cúm Corona, tôi nhận được khá nhiều cái lời nhắn của các bạn. Anh ơi, thầy ơi, chú ơi, cụ ơi, vậy em thu âm. Tại vì thu âm ở nhà nghe tiếng mưa rơi, tiếng lệ rơi, tiếng gì đâu không nghe tiếng đàn, tiếng hát. Cho nên là tôi sẽ tổ chức một buổi hướng dẫn cho các bạn thu âm trực tiếp. Có nghĩa là các bạn đem laptop đến đây, đến trường chúng tôi, rồi tôi bố trí bàn, ổ điện, rồi sao cả để các bạn có thể học trực tiếp tại đây. Các bạn học online thì chúng tôi sẽ add vào một nhóm Facebook riêng, và đến lúc đó thì sẽ gọi video call trực tiếp. Các bạn sẽ học trực tiếp với các bạn tại Sài Gòn, tại đây luôn, giải quyết các vấn đề của các bạn luôn. Rồi chi phí mang hình thức là hỗ trợ cho các bạn. Thực ra các khóa học thì nó khá đắt, nó vài triệu lần, mà chi phí ở đây tôi mang tính chất là hỗ trợ cho các bạn, cho học viên của tôi và những cái bạn nào có đam mê thu âm mà chưa biết. Chi phí là 150.000, nó bao gồm là thuê máy chiếu và tiền nước uống cho các bạn và tiền nhân sự ở đây để hỗ trợ cho các bạn đó, và tất cả các thiết bị liên quan nữa. Rồi, chúng tôi sẽ có các phần sau đây. Phần đầu tiên là cài phần mềm, cài driver, cài plugin, ba thứ đó khác nhau. Hướng dẫn chi tiết từng phần trên từng máy tính của các bạn. Phần thứ hai là trải nghiệm sao cà và thu thử. Phần thứ ba là thu thiệt, các bạn sẽ thực hành thu thiệt, giao sản phẩm cho tôi cùng với lại nhạc backing track, nhạc nền. Phần thứ tư là viết nhạc bằng MIDI. Phần thứ năm là mix nhạc. Rồi bật mí cho các bạn là tôi có để một cái đường link ở dưới, có một số nhãn hàng tài trợ cho chương trình lần này, có những cái giá ưu đãi cho các bạn về sao cạc, micro và loa kiểm âm và MIDI controller. Nó của Bang Labs, Focusrite, M-Audio. Về chi tiết hơn các bạn xem đường link ở dưới. Nếu cần hỗ trợ thì tôi có để số điện thoại hotline và các bạn có thể nhắn tin trực tiếp, thì đội ngũ nhân sự chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại ở buổi học thu âm ngày 7 tháng 3.